chấn động. Tiên tri báo trước cực chính xác, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Số hưởng ơn trời, gặp thời đổi vận, trúng lớn liên tiếp, trở mình đổi kiếp giàu sang, tiền vàng nhét nước két. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích, để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 thân mến, trong cuộc sống, nếu cô bác đang có điều muốn thực hiện, vậy đừng bỏ cuộc khi chưa đạt được nó. Có bao nhiêu tiêu cực, bao hơi thở của sự u sầu cứ hít vào rồi thở ra, trả lại cho vũ trụ bao la. Điều mà cô bác cần làm, nên làm là chữa lành cho những mảnh tinh thần đã và đang dở dụng ra của chính cô bác, chứ không phải quan tâm thêm về thế giới phía bên ngoài. Không nhiều người sẽ hiểu cuộc hành trình nhân sinh của Kỷ Dậu, nhưng Kỷ Dậu sinh ra là để sống cuộc đời của mình, trải nghiệm mọi khía cạnh buồn vui, chứ Kỷ Dậu không sinh ra để cần người khác hiểu. Thế nhưng không quan tâm đến Kỷ Dậu, nhưng kênh Minh Đường Tử Vi thì có, nên kênh Minh Đường Tử Vi mong Kỷ Dậu, một người xa lạ đang vất vả ngược xuôi sẽ sớm được yên bình. Cố lên nhé cô bác tuổi Kỷ Dậu, cho đáng những tháng ngày Kỷ Dậu đã bền lòng, bền chí, vững dạ yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Theo tử vi cuối năm 2024 đối với cô bác tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, bản mệnh Kỷ Dậu sẽ nhận lại tất cả những gì mà họ đáng được nhận. Những vinh hoa, phú quý, giàu sang, bị tiểu nhân thì phi cản đường bấy lâu nay thì cũng đến lúc tự thành về thân. Đây là cơ hội họ nên nắm lấy, cũng nên tận dụng dẫn thế đủ tốt này để cuộc đời sang trang, có được thành tựu về mình. Tuy đã nhiều tuổi rồi nhưng có lẽ cũng sẽ không quá muộn đâu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc, sức khỏe cứ lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, có một điều cần tránh nếu như Kỷ Dậu không muốn tan cửa nát nhà, tán gia bại sản, tận mạng tận phúc. Cô bác Kỷ Dậu muốn biết cụ thể thế nào hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay video sau đây. Người tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 cầm tinh con gà trong số 12 con giáp. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của tuổi Kỷ Dậu là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm là đúng như những gì đã nói. Họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ. Bản tính thận trọng và hoài nghi, cộng thêm sự nhạy bén khiến con giáp này khá tỉnh táo siêng năng, có trách nhiệm, là điểm cộng trong tính cách của những người tuổi Kỷ Dậu. Bên cạnh gia đình, sự nghiệp là ưu tiên thứ hai của họ. Với những người tuổi Kỷ Dậu, gia đình là chốn bình yên, nghỉ ngơi, thì chốn công sở phải là nơi để họ tỏa sáng. Nổi bật, sự chỉnh chu trong ăn mặc, sự thẳng thắn cộng với tài quan sát sắc bén trong công việc luôn giúp họ có xu hướng làm việc tích cực, chăm chỉ hơn những con giáp khác. Họ có khả năng tập trung cao độ vào mục tiêu mình đã đề ra và có quyết tâm hoàn thành nó một cách thông suốt. Người tuổi Kỷ Dậu thường có ngoại hình đẹp, dáng vẻ oai phong và không bao giờ luộm thuộm, khá hấp dẫn, nhất là nam giới. Họ rất quan tâm tới hình thức, Kỷ Dậu có thể đứng trước gương hàng giờ và không ngại ngùng tung tiền mua sắm áo quần. Cũng giống như những chú gà trống thích khoe bộ lông tuyệt đẹp, tuổi Kỷ Dậu thích thể hiện mình và khá tự hào về bản thân, họ thích được tâng bốc và chú ý. Kỷ Dậu nhanh trí mà lại thực tiễn và phong phú, họ nhất quyết chỉ làm những gì họ có làm qua hoặc cho là phải, tính thẳng thừng nên trung thành tuyệt đối. Tuổi Kỷ Dậu thường là những người cứng rắn, kiên cường, ý chí mạnh mẽ. Họ cũng là những người khá nóng nảy và không đủ kiên trì do họ quá thật thà, thẳng thắn. Đôi khi họ không để ý đến cảm giác của người khác, dễ làm tổn thương người khác. Tuổi Kỷ Dậu thích đi xa nhà, đặc biệt đi với bạn bè, kiểu một mình ở nhà ăn cơm một mình không xong, đi chơi thâu đêm với một bầy bạn hỗn độn sướng hơn. Trưng diện thì có lẽ là nổi tiếng nhất xóm, nổi bật thì có nổi bật, nhưng khi ở một mình thì tuổi Kỷ Dậu lại thích cuộc sống đơn giản. Tuổi Kỷ Dậu cần biết giá trị của tình cảm và linh hồn cũng không kém gì diện mạo, tất cả mới làm cho cuộc sống vuông tròn. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 là người có tính tình hài hước, vui vẻ, luôn mang tới niềm vui và tiếng cười cho mọi người xung quanh. Cuộc sống dù vất vả, có nhiều bộn bề thì bản thân vẫn lạc quan và hướng tới tương lai tươi sáng. Chính nghị lực sống phi thường đã giúp con giáp này vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và cuối cùng đã tới thời điểm thu hoạch trái ngọt. Xem tử vi của người tuổi Kỷ Dậu cho biết,
người tuổi Kỷ Dậu bản tính lanh lợi, hoạt bát, thông minh và là người khá sôi nổi, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, được bạn bè và người thân giúp đỡ. Con đường sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu khá thuận lợi, bằng phẳng. Đây là người cơ trí khéo léo, nhiệt tình, có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được thành công trong cuộc sống. Thế nhưng, Kỷ Dậu lại hay tỉ mỉ quá, cầu toàn quá khiến cuộc sống của họ luôn phải bận bịu, vất vả. Số tuổi này có quý nhân phù trợ, cả đời phúc lộc song toàn, gần quan, gần quý, nhưng không thể dựa vào người thân, nếu có thể thúc đẩy chí hướng thì nhất định đạt danh lợi. Nam mệnh tuổi Kỷ Dậu hầu hết đều là người thông minh, có tài ứng biến so với những con giáp khác. Nam tuổi Kỷ Dậu có tính cách kiên định, xông pha, không ngại khó khăn, gian khổ mà luôn phấn đấu, rèn luyện ý chí để vượt qua khó khăn. Vì trải qua những sóng gió, họ tâm niệm rằng nếu mình không tự mình đứng dậy thì không ai có thể giúp đỡ. Họ là những người nói ít làm nhiều, nghĩ đến đâu làm đến đó. Nam tuổi Kỷ Dậu luôn cố gắng để mọi người thấy được kết quả của mình, chứ không phải là quá trình bước vào giai đoạn trung vận. Đa số nam mệnh tuổi này đều công thành danh toại, không những kiếm được nhiều tiền mà có những người còn có chức, có quyền, tiếng nói có ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nhìn chung, tuổi Kỷ Dậu nam mệnh có mệnh lớn nhiều may mắn, đa số đều có cuộc sống viên mãn, thăng hoa vào giai đoạn hậu vận khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nữ mệnh tuổi Kỷ Dậu là những người chăm chỉ, cẩn thận, là kiểu người có trách nhiệm, có kỷ cương và vô cùng ngăn nắp, vì thế mà họ được nhiều người tin tưởng. Tuy nhiên, bản tính của nữ tuổi Kỷ Dậu hơi dè dặt, dễ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Nữ tuổi Kỷ Dậu là người mẹ hiền, vợ đảm, biết chăm sóc, dạy bảo con cái, đặt gia đình lên trên hết. Trung vận và hậu vận của mệnh chủ thường an nhàn, hưởng phước đức. Người tuổi Kỷ Dậu mang mệnh phú quý ở hậu vận, càng về già sẽ càng sung túc. Dù trong việc làm có gặp khổ sở, vất vả, nhưng nhờ sự nhẫn nại, nỗ lực kiên trì đến cùng mà tự tay gây dựng thành công, tự lực mà tạo nên thành quả, đạt được vô số thành tựu đáng trân trọng, tuy lâu nhưng sẽ rất bền vững. Kỷ Dậu cũng phải chịu cảnh đàn áp, chèn ép của tiểu nhân trong công việc, đôi khi trục trặc chuyện tiền nong, đôi khi còn dính họa thị phi khiến cuộc đời rơi vào trầm luân, bể khổ. Tuy nhiên số mệnh đã sắp đặt, thì về sau họ rồi cũng sẽ tìm được sự giàu sang, quyền thế của mình, nhờ có phúc dày, mệnh lớn, mà đến một thời điểm khó khăn nhất đời người. Khi mà mọi thứ bế tắc đường cùng những tưởng sẽ chấm hết, thì bất ngờ Kỷ Dậu sẽ bùng nổ tài lộc, gặp thời đổi vận mà phất lên một cách rực rỡ, khiến chính họ cũng chẳng thể ngờ có ngày mình lại đổi đời nhanh như vậy. Sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào, vậy nên, dù hiện tại có thế nào, Kỷ Dậu sinh 1969 hãy tích cực tiến lên. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch mang đến một bức tranh đầy sắc màu cho người tuổi Kỷ Dậu. Tuy nhiên, cũng như một bức tranh vẽ, bạn sẽ cần có sự quyết tâm và sự chỉnh chu trong việc sắp xếp các sắc thái của cuộc sống. Tử vi cho thấy, bạn có thể sẽ cảm thấy choáng ngợp bởi một loạt các mục tiêu và mong muốn nhảy múa trong tâm trí, khiến bạn khó khăn trong việc tập trung. Thời điểm này, việc ghi lại những ước mơ và kế hoạch sẽ rất cần thiết. Hãy để bút viết ra những điều bạn muốn đạt được và mạnh dạn gạch bỏ những gì không thực tế, những điều chỉ làm tốn thời gian và năng lượng của bạn. Đừng quên rằng, thời gian và năng lượng của mỗi người là có hạn, do đó, chỉ nên tập trung vào một vài điều thật sự quan trọng trong mỗi thời điểm. Điều này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và tránh cảm giác kiệt sức. Dưới sự ảnh hưởng của dịch mã, thời điểm này là thời điểm lý tưởng để bạn di chuyển và khám phá những cơ hội mới. Dù có phải bỏ ra nhiều công sức nhưng kết quả cuối cùng sẽ rất xứng đáng. Đôi khi, sự vất vả và những chuyến đi xa xôi lại mang đến cho bạn những phần thưởng bất ngờ, giúp bạn đạt được những điều mà trước đây bạn chỉ dám mơ ước. Nguyên lệnh lâm quang cho thấy rằng, bạn có thể cảm thấy cô đơn trong chuyện tình cảm, giống như một chiếc bóng lặng lẽ trôi giữa dòng đời. Sự thiếu quan tâm từ những người xung quanh khiến bạn đôi khi rơi vào tâm trạng buồn tủi, tự mình đối diện với những khó khăn mà không có ai bên cạnh. Đó chính là lúc bạn cần tìm kiếm sự đồng cảm và mở lòng hơn với những người yêu thương bạn. Dù cuộc sống có đưa ra nhiều thử thách, đừng để sự nản lòng đánh gục bạn. Mỗi lần bạn bắt đầu một điều gì đó mới niềm hy vọng dâng trào, nhưng lại dễ dàng bị dập tắt khi gặp phải trở ngại. Hãy nhớ rằng, thất
thất bại chỉ là tạm thời và chỉ có những ai dám đối diện với khó khăn mới có thể viết nên câu chuyện thành công cho riêng mình. Ngũ hành tương sinh là một điểm sáng trong bức tranh tổng thể của thời điểm này. Sự kết nối, hợp tác với những người xung quanh sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn là người tài năng, năng động và được mọi người yêu mến. Hãy ghi nhớ rằng, bạn có khả năng tạo ra những điều kỳ diệu nếu biết trân trọng sự tin tưởng mà người khác dành cho mình. Đừng làm họ thất vọng, vì đó chính là nguồn động lực lớn nhất để bạn tiếp tục tiến bước trên con đường phía trước. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải dẫn trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch sẽ là một thời điểm thú vị và đầy hứa hẹn cho người tuổi Kỷ Dậu. Tử vi cho thấy, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp. Đây không chỉ là những cuộc gặp gỡ thông thường, mà là những cơ hội quý báu để bạn xây dựng và củng cố các mối quan hệ có giá trị. Hãy dành chút thời gian và công sức để hỗ trợ họ trong các dự án lớn. Chính những trải nghiệm này sẽ là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của bạn trong tương lai. Đối với những ai đang khởi nghiệp, thời điểm này có thể mang đến một số thử thách không nhỏ. Bạn có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi và đôi khi mất đi niềm tin vào bản thân khi các mục tiêu không đạt được như mong muốn. Nhưng hãy nhớ rằng, mọi hành trình đều cần thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Việc thành công ngay từ đầu không phải lúc nào cũng là điều khả thi. Hãy kiên nhẫn và dũng cảm đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, vì mỗi khó khăn đều mang đến bài học quý giá cho bạn. Tỷ kiên xuất hiện trong thời điểm này như một lời nhắc nhở bạn rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch. Sự linh hoạt và khả năng thích ứng với hoàn cảnh mới chính là chìa khóa để bạn vượt qua thử thách khi gặp phải khó khăn. Hãy bình tĩnh nhìn nhận vấn đề và tìm ra giải pháp. Đừng quên ghi nhớ những gì bạn đã học được từ mỗi tình huống, bởi chúng sẽ giúp bạn vững vàng hơn trong tương lai. Ngoài ra, một điều quan trọng không kém là cách bạn đối xử với đồng nghiệp. Nếu có một lỗi nhỏ nào đó từ họ, đừng vì thế mà chỉ trích hay nhắc đi nhắc lại. Bạn cũng từng phạm phải những sai lầm tương tự và đã được người khác tha thứ. Hãy sống bao dung và thấu hiểu, tạo dựng một môi trường làm việc thân thiện và lành mạnh. Như vậy, không chỉ bạn mà cả mọi người xung quanh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc cùng nhau. Nhìn chung, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch sẽ là khoảng thời gian đầy hứa hẹn, mở ra nhiều cơ hội mới cho bạn. Hãy nắm bắt những cơ hội này. Với sự tự tin và lòng kiên trì, với sự quyết tâm, bạn hoàn toàn có thể biến những thách thức thành bàn đạp cho sự thành công trong sự nghiệp của mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tài vận của tuổi Kỷ Dậu có những tín hiệu tích cực. Nhưng đằng sau những đồng tiền bạn kiếm được chính là sự vất vả và nỗ lực không ngừng nghỉ. Những thành quả này không chỉ đơn thuần là may mắn, mà là minh chứng cho những giờ làm việc chăm chỉ và sự cống hiến hết mình. Hãy ghi nhớ rằng, mỗi đồng tiền bạn kiếm ra đều mang trong mình giá trị. Vì vậy, hãy trân trọng và gìn giữ chúng thật cẩn thận. Thế nhưng trong thời gian này, bạn cũng cần đặc biệt cảnh giác với những cơ hội đầu tư ma đầy mạo hiểm. Có thể bạn sẽ bị cuốn hút bởi những lời mời chào hấp dẫn với lợi nhuận cao mà những dự án này hứa hẹn. Tuy nhiên, đừng để sự tò mò hay lòng tham lấn át lý trí. Nếu bạn muốn tìm hiểu, hãy làm điều đó với cái đầu lạnh và một trái tim sáng suốt. Hãy nhớ rằng, không có điều gì dễ dàng mà lại không có cái giá của nó. Ngoài ra, việc điều chỉnh kế hoạch chi tiêu và quản lý tài chính là vô cùng cần thiết. Có thể bạn đã dành quá nhiều cho những nhu cầu không thật sự cấp thiết như quần áo mới hay mỹ phẩm. Đã đến lúc cần phải cân nhắc lại. Hãy đặt ra các mục tiêu tài chính rõ ràng và thực tế để tránh việc dung tay quá tráng. Hãy tìm kiếm niềm vui trong việc tích lũy và gia tăng tài sản của mình. Đó là cách giúp bạn tập trung vào những điều có ý nghĩa và tránh xa đà vào những thói quen tiêu cực như mua sắm không cần thiết hay bàn tán về người khác. Khi bạn quá bận rộn với công việc và các kế hoạch đầu tư, những thói quen xấu này sẽ ít có cơ hội xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Cuối cùng, hãy nhìn vào bức tranh lớn hơn. Tài lộc không chỉ đơn thuần là tiền bạc mà còn là cách bạn quản lý nó, phát triển nó và sử dụng nó để phục vụ cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đặt ra những mục tiêu rõ ràng và dũng cảm, bước đi trên con đường tài chính của riêng bạn, bạn sẽ thấy được những kết quả xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra. Xét về phương diện tình duyên,
Gia đạo của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, bức tranh tình duyên của người tuổi Kỷ Dậu có thể nói là khá ổn định, nhưng lại mang theo chút cảm giác cứng nhắc và tĩnh lặng. Cuộc sống lứa đôi như một chiếc cầu được xây dựng vững chãi nhưng thiếu đi sự mềm mại và ấm áp. Có lẽ cả hai bạn đều cảm thấy một chút chênh lệch trong tâm hồn, khiến cho mối quan hệ không thể đạt được sự thấu hiểu sâu sắc như mong đợi. Trong những lúc khó khăn, khi nửa kia của bạn cảm thấy lạc lõng giữa những thành viên trong gia đình, bạn hãy trở thành một bến đỗ an toàn cho họ. Hãy lắng nghe họ tâm sự, chia sẻ những điều họ đang suy tư. Tuy nhiên, hãy cẩn thận không trở thành người đổ thêm dầu vào lửa. Đôi khi, sự thật không như những gì bạn nghĩ, và việc phán xét khi chưa biết rõ ràng mọi chuyện có thể tạo ra những hiểu lầm đáng tiếc. Dẫu vậy, không phải tất cả đều ảm đạm trong thời điểm này. Có những cặp đôi đã bắt đầu tìm thấy tiếng nói chung, xóa bỏ những mâu thuẫn không đáng có trong cuộc sống. Những cuộc trò chuyện chân thành, những ánh mắt hiểu nhau sẽ làm cho tình yêu thêm phần rực rỡ. Thậm chí, không ít cặp đôi sẽ đón nhận những tin vui bất ngờ. Có thể là sự xuất hiện của một thành viên mới trong gia đình. Điều này không chỉ là một tin mừng mà còn là dấu hiệu cho thấy tình cảm của bạn đang dần nảy nở và trưởng thành. Hãy cùng nhau tạo dựng những kỷ niệm đẹp, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Dù cuộc sống có bộn bề nhưng một bữa tối lãng mạn hay một buổi đi dạo tay trong tay có thể làm cho tình yêu của bạn trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Tình yêu không chỉ là những gì bạn nói, mà còn là những gì bạn làm và cảm nhận. Hãy để trái tim mình mở rộng, để tình yêu có cơ hội thăng hoa và để bạn cùng nửa kia vượt qua mọi thử thách cùng nhau. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu sẽ chịu tác động không nhỏ. Tình hình thời tiết mùa này có thể gây ra những khó khăn cho bạn, đặc biệt là liên quan đến đường hô hấp. Khí hậu hanh khô cùng với ô nhiễm không khí có thể khiến bạn dễ mắc phải các bệnh như cảm cúm hay viêm đường hô hấp. Vì vậy, việc bảo vệ bản thân là điều hết sức cần thiết. Hãy tạo thói quen đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài, không chỉ giúp bạn bảo vệ đường hô hấp mà còn tránh được khói bụi và vi khuẩn độc hại. Hơn nữa, làn da của bạn cũng cần được chăm sóc kỹ lưỡng trong thời điểm này. Hãy sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm để bổ sung độ ẩm cho làn da, giúp nó duy trì sự mềm mại và sức sống. Bạn nên nhớ rằng khi cơ thể khỏe mạnh, làn da sẽ tự nhiên rạng rỡ và tỏa sáng. Bên cạnh việc chăm sóc bản thân từ bên ngoài, đừng quên tạo cho mình những khoảnh khắc thư giãn để tái tạo năng lượng. Thời gian này chính là cơ hội tuyệt vời để bạn tham gia vào những hoạt động thể chất nhẹ nhàng như yoga hay đạp xe, không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn mang lại sự cân bằng cho tâm trí. Những buổi tập yoga không chỉ giúp bạn tăng cường sức đề kháng mà còn giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại sự tĩnh lặng cho tâm hồn. Hãy tận dụng khoảng thời gian chậm lại để kết nối với bản thân. Một buổi sáng thư giãn với tách trà nóng hoặc một buổi chiều lang thang trong công viên sẽ giúp bạn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Xoa dịu những căng thẳng thường ngày, hãy chăm sóc sức khỏe của mình như cách bạn chăm sóc những người bạn yêu thương nhất, bởi một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng cho mọi thành công trong cuộc sống. Nhớ rằng, sức khỏe không chỉ là việc không mắc bệnh, mà còn là cách bạn sống và chăm sóc bản thân. Mỗi ngày hãy tạo cho mình một lối sống lành mạnh, cân bằng và tràn đầy năng lượng. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Trong thời điểm này của tháng 10 âm lịch, tuổi Kỷ Dậu sẽ cảm nhận được những tín hiệu tích cực trong công việc như ánh nắng đầu tiên của mùa xuân sao. Những ngày mưa gió, bạn có thể nhận được cơ hội hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng. Những mối quan hệ mới mẻ này không chỉ mở ra nhiều hướng đi mới cho sự nghiệp, mà còn giúp bạn khẳng định được giá trị của bản thân trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Hãy chủ động thể hiện ý tưởng và quan điểm của mình một cách tự tin và sáng tạo. Đừng ngại ngần chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm cá nhân của bạn, bởi đây chính là thời điểm mà những ý tưởng độc đáo sẽ được đánh giá cao. Bạn có khả năng tạo ra những đột phá mới trong công việc và nếu thành công, điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bạn trong tương lai.
về mặt tài chính trong thời gian này mang đến cho bạn những khoản thu không ngờ từ việc đầu tư hoặc kinh doanh. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy những nỗ lực trước đây của bạn đang bắt đầu mang lại thành quả. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn cân nhắc các kế hoạch lớn hơn cho tương lai, có thể là một dự án đầu tư mới hoặc mở rộng kinh doanh. Hãy tự tin vào khả năng phân tích và dự đoán của mình. Sự liều lĩnh có tính toán sẽ có thể mang lại những lợi ích lớn. Tuy nhiên, hãy luôn ghi nhớ rằng trong đầu tư không có gì là chắc chắn. Đánh giá cẩn thận rủi ro và đừng để lòng tham dẫn dắt quyết định của bạn. Hãy tỉnh táo và kiên nhẫn, những cơ hội lớn sẽ đến với bạn trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, bạn cần chú ý đến sức khỏe của mình. Có thể bạn sẽ phải đối mặt với một số vấn đề sức khỏe nhỏ như cảm cúm hay mệt mỏi do căng thẳng. Hãy chăm sóc bản thân và dành thời gian cho các hoạt động thể chất như đi bộ, tập yoga hoặc tham gia các lớp thể dục. Việc duy trì sức khỏe tốt không chỉ giúp bạn có tinh thần làm việc tốt hơn, mà còn tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Bạn đừng quên rằng, sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà bạn có. Chỉ khi bạn khỏe mạnh, bạn mới có thể cống hiến hết mình cho công việc và cuộc sống. Trong thời gian này, bạn sẽ có sự hỗ trợ từ quý nhân, là những người tuổi Tý và tuổi Ngọ. Họ có thể giúp bạn trong những quyết định quan trọng hoặc mang đến những cơ hội bất ngờ. Hãy tận dụng những mối quan hệ này để mở rộng thêm tầm nhìn và cải thiện khả năng làm việc nhóm. Ngược lại, cần cẩn thận với những tiểu nhân, đặc biệt là người thuộc tuổi Dậu và tuổi Sửu. Họ có thể có những ý đồ không tốt và làm bạn mất tập trung. Hãy khéo léo trong giao tiếp và tránh để những rắc rối không cần thiết ảnh hưởng đến tâm lý và hiệu suất làm việc của bạn. Màu sắc may mắn cho thời gian này sẽ là màu xanh dương và màu tím. Những màu sắc này không chỉ mang lại sự bình yên mà còn khơi dậy nguồn cảm hứng, sáng tạo trong công việc của bạn. Hãy thử sử dụng chúng trong trang phục hoặc các vật dụng cá nhân để thu hút thêm may mắn. Các con số may mắn là số 22, 29, 41 và 57 sẽ là những con số may mắn giúp bạn trong việc đưa ra các quyết định quan trọng trong thời gian này. Hãy chú ý đến những con số này, có thể chúng sẽ xuất hiện trong những cơ hội tài chính hoặc thậm chí trong các quyết định công việc. Tiếp theo là tử vi từ ngày 26 tháng 10 đến hết tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Trong những ngày cuối của tháng 10 âm lịch, tuổi Kỷ Dậu sẽ bước vào một giai đoạn đầy triển vọng và những dấu hiệu tích cực trong sự nghiệp. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn cuối cùng cũng đã được cấp trên ghi nhận và đây chính là lúc để bạn tự hào về những gì mình đã đạt được. Bạn không còn phải giữ kín những thành công của mình, hãy mạnh dạn chia sẻ và thể hiện bản thân, bởi sự tự tin này sẽ giúp bạn khẳng định vị trí của mình trong tập thể. Sự công nhận từ cấp trên không chỉ mang lại niềm vui mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong công việc. Có thể bạn sẽ được giao phó những dự án quan trọng và điều này sẽ là cơ hội vàng để bạn tỏa sáng. Hãy tận dụng thời điểm này để thể hiện khả năng lãnh đạo và sáng tạo của mình. Những ý tưởng mà bạn từng ấp ủ giờ đây có thể trở thành hiện thực và bạn hoàn toàn có khả năng biến những khó khăn thành những bậc thang đưa bạn lên cao hơn trong sự nghiệp. Về mặt tài chính trong thời gian này sẽ mang đến cho bạn những dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Bạn có thể nhận được khoản thưởng xứng đáng từ những nỗ lực trước đó hoặc thu hồi được những khoản nợ đã chờ đợi từ lâu. Đây thực sự là một tin vui giúp bạn cảm thấy an tâm hơn về mặt tài chính. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng khoản tiền này. Việc đầu tư vào những cơ hội hợp lý sẽ giúp bạn gia tăng tài sản và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc hơn trong tương lai. Đừng quên lập một kế hoạch tài chính cho những tháng tiếp theo. Một cái nhìn rõ ràng về mục tiêu tài chính sẽ giúp bạn đạt được những thành tựu lớn hơn. Trong lĩnh vực tình cảm, thời gian này sẽ chứng kiến những mối quan hệ trở nên khăng khít hơn bao giờ hết. Bạn và người ấy có thể cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến đi hoặc tham gia vào các hoạt động thú vị, tạo dựng những kỷ niệm đáng nhớ. Hãy trân trọng những giây phút bên nhau, những cuộc trò chuyện chân thành và những khoảnh khắc vui vẻ sẽ củng cố thêm tình cảm giữa hai bạn. Nếu bạn còn độc thân, đây có thể là thời điểm tốt để mở lòng và tìm kiếm những mối quan hệ mới. Hãy tham gia vào các hoạt động xã hội, nơi bạn có thể gặp gỡ những người có cùng sở thích và mục tiêu. Hãy duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe trong thời gian này. Việc chăm sóc bản thân không chỉ giúp bạn giữ được năng lượng tích cực mà còn tạo ra sức đề kháng tốt cho cơ thể. Hãy dành thời gian để tham gia vào các hoạt động thể chất như tập thể dục, yoga hoặc đơn giản là đi bộ. Những hoạt động này sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng cho những ngày tiếp theo. Ngoài ra, hãy chú ý đến chế độ ăn uống của mình.
Việc bổ sung dinh dưỡng hợp lý sẽ góp phần nâng cao sức khỏe và tinh thần của bạn. Trong thời gian này, bạn sẽ có sự hỗ trợ từ quý nhân là những người tuổi Hợi và tuổi Tý. Họ sẽ giúp bạn trong những quyết định quan trọng hoặc cung cấp những thông tin hữu ích để bạn có thể tiến xa hơn trong công việc. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ họ khi cần thiết. Ngược lại, cần cẩn thận với những tiểu nhân, đặc biệt là người thuộc tuổi Mão và tuổi Dậu. Họ có thể có những ý đồ không tốt và làm bạn mất tập trung. Hãy giữ thái độ bình tĩnh và tập trung vào những điều tích cực. Đừng để những điều tiêu cực làm ảnh hưởng đến tâm trạng và hiệu suất làm việc của bạn. Màu sắc may mắn cho thời gian này sẽ là màu cam và màu nâu. Những màu sắc này không chỉ mang lại sự ấm áp mà còn tạo ra cảm giác an lành và ổn định. Hãy thử sử dụng chúng trong trang phục hoặc các vật dụng cá nhân để thu hút thêm may mắn. Các con số may mắn là số 28, 39, 46 và 53. Đây sẽ là những con số may mắn giúp bạn trong việc đưa ra các quyết định quan trọng trong thời gian này. Chú ý đến những con số này, có thể chúng sẽ xuất hiện trong những cơ hội tài chính hoặc trong các quyết định công việc. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tháp Văn Xương. Tháp Văn Xương mang trong mình khả năng thúc đẩy và tạo động lực cho sự phát triển trí tuệ và kiến thức, hình dạng tháp 7 tầng, 9 tầng, 13 tầng, thể hiện sự phát triển vững chắc và tiến lên đỉnh vinh quang, phản ánh tinh thần của người mang mệnh thiên thượng quả. Tháp Văn Xương không chỉ tạo ra một không gian thích hợp để phát triển tri thức, mà còn thể hiện tinh thần của sự dũng cảm và nỗ lực trong việc đạt được mục tiêu. Tượng Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu là một biểu tượng phong thủy quan trọng trong văn hóa Á Đông, được coi là linh vật mang đến may mắn, bình an và bảo vệ. Đối với người tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, tượng Tỳ Hưu có ý nghĩa đặc biệt và tương hợp. Tượng Tỳ Hưu được coi là biểu tượng may mắn, mang lại sự bình an cho gia đình và cuộc sống. Đối với người tuổi Kỷ Dậu, tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ thu hút năng lượng tích cực, tạo ra môi trường thịnh vượng và an lành. Tượng Tỳ Hưu cũng được cho là có khả năng bảo vệ khỏi những thế lực tiêu cực và hóa giải những nguy cơ tiềm tàng. Với khó khăn của tuổi Kỷ Dậu, tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ vượt qua những thách thức một cách bình an. Tượng Tỳ Hưu thường được kết hợp với tài lộc và thịnh vượng với tầm nhìn mở rộng và tinh thần trách nhiệm. Người tuổi Kỷ Dậu có thể tận dụng tượng Tỳ Hưu để thu hút cơ hội tốt trong sự nghiệp và tài chính. Ngoài ra, tượng này có thể giúp hóa giải những trở ngại trong mối quan hệ và mang lại sự hòa hợp. Tóm lại, tượng Tỳ Hưu mang đến nhiều ý nghĩa tích cực cho người tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, bao gồm may mắn, bình an, bảo vệ, thịnh vượng và sự hòa hợp trong nhân duyên. Nó có thể là một biểu tượng đáng giá để họ mang theo, nhằm tạo ra một môi trường tích cực và thịnh vượng trong cuộc sống hàng ngày. Thiềm Thư Cốc Ba Chân. Tượng Thiềm Thư là một biểu tượng phong thủy quan trọng, mang ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng, bình an. Đối với tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, tượng Thiềm Thư mang đến nhiều ý nghĩa tích cực. Người tuổi Kỷ Dậu thường có bản lĩnh và sự mạo hiểm trong cuộc sống. Tượng Thiềm Thư có thể hỗ trợ và tăng cường khả năng này bằng cách thu hút khả năng tài lộc và thịnh vượng. Với khả năng đối mặt với khó khăn và các thách thức, vật phẩm này có thể giúp họ vượt qua trở ngại và tạo ra môi trường kinh doanh, công việc và tài chính thịnh vượng. Ngoài ra, tượng Thiềm Thư còn mang ý nghĩa của sự bình an và bảo vệ đối với người tuổi Kỷ Dậu. Điều này này có thể giúp họ duy trì tinh thần lạc quan và tự tin, đồng thời hóa giải những nguy cơ tiềm tàng. Tượng Thiềm Thư không chỉ là một biểu tượng mang tính tâm linh, mà còn là một biểu tượng thể hiện quyết tâm và sự kiên nhẫn của người tuổi Kỷ Dậu để đạt được thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Quả cầu phong thủy. Quả cầu phong thủy được chế tác từ đá thạch anh, những viên đá với niên đại hàng triệu năm, mang trong mình nguồn năng lượng quý hiếm, mang trong mình nguồn năng lượng tích cực rất lớn. Với người tuổi Kỷ Dậu sinh 1969,
Tượng cầu đá phong thủy không chỉ là vật phẩm trang trí, mà còn là nguồn năng lượng giúp cân bằng và kích hoạt tinh thần. Hình dạng tròn của quả cầu giúp lưu thông nguyên khí, hỗ trợ sự phát triển trong công việc và cuộc sống. Năng lượng dương khí từ đá thạch anh có thể thu hút tài lộc và may mắn, cùng với sự bình an và ổn định. Lựa chọn vật phẩm phong thủy phù hợp với tuổi và mệnh của mình. Tăng cường hiệu quả năng lượng từ đá, quả cầu phong thủy có thể giúp người tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 tập trung tư duy sáng tạo, làm việc hiệu quả hơn, thu hút nhiều cơ hội thịnh vượng hơn trong cuộc sống. Long quy. Tượng long quy với hình tượng rồng mình rùa là một biểu tượng phong thủy có ý nghĩa đặc biệt. Tượng long quy không chỉ đơn thuần là một vật trang trí, mà còn mang trong mình những tác động mạnh mẽ trong việc hóa giải khí và mang lại vinh hoa phú quý. Với hình ảnh đầu rồng rùa, biểu tượng long quy tượng trưng cho sự kết hợp giữa sức mạnh và sự bền bỉ. Rồng là biểu tượng của sức mạnh, phong thái dương giả, trong khi biểu tượng rùa cho sự bền bỉ, chiến đấu và sự ổn định. Sự hợp nhất này mang lại một nguồn năng lượng mạnh mẽ và cân bằng cho người sở hữu. Tượng long quy đứng trên núi Tiền Vàng, biểu tượng cho tài lộc và thịnh vượng. Sự hiện diện của những biểu tượng này mang lại hoạt động hóa giải tà khí và tạo ra năng lượng tích cực, giúp mang lại may mắn, thành công trong cuộc sống và công việc. Cây tài lộc. Cây tài lộc bằng đá thạch anh đã trở thành vật phẩm phong thủy độc đáo, được rất nhiều người ưa chuộng để đặt trên bàn làm việc. Không chỉ có giá trị phong thủy cao, vật phẩm này còn thể hiện sự tinh tế và sang trọng, hoàn hảo cho không gian làm việc hiện đại. Dù có thiết kế đơn giản, nhưng cây tài lộc luôn tỏa sáng rực rỡ, phú quý, thịnh vượng, mang đến may mắn về tiền bạc và danh vọng. Nguồn năng lượng dồi dào từ đá thạch anh giúp kích hoạt dương khí trong không gian, thu hút tiền tài và may mắn. Điều này có thể đóng góp phần cải thiện cả khía cạnh công việc và sức khỏe của người sử dụng. Năng lượng tích cực từ thạch anh giúp tạo điều kiện cho sự thăng tiến trong công việc, đồng thời giúp cải thiện tinh thần, làm cho đầu óc luôn minh mẫn và tỉnh táo, tập trung vào công việc và phát huy tối đa năng lực, sẽ giúp người sử dụng đạt được những mục tiêu đề ra. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.